Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia rác không cần máy tính nha các bạn. Trên màn hình video, ngày hôm nay mình sẽ sử dụng iPhone 6S đang ở phiên bản iOS 15.5. Bây giờ, mình sẽ đi vào các bước tiến hành thực hiện chia rác không cần máy tính trên thiết bị iPhone 6S này cho các bạn xem nhé. Get go! Để thực hiện chia rác không cần máy tính, đầu tiên các bạn phải chia rác root led và cài Sileo. Tiếp theo đó các bạn cài cho mình Drone Store. Sau khi các bạn cài ứng dụng Drone Store thành công, các bạn hãy vào Setting và chúng ta sẽ chọn cài Drone Store Helper qua ứng dụng tiếp mặc định có trên iPhone nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn thiết bị iPhone này và cho thiết bị iPhone khởi động lên lại nhằm mục đích là xóa chia rác. Sau khi iPhone khởi động lên lại, các bạn chờ thiết bị iPhone kết nối Wi-Fi. Sau đó các bạn mở Drone Store lên lại. Như vậy là Drone Store vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Bây giờ các bạn truy cập trình duyệt Safari để chúng ta cài trích mail rác. Mình sẽ để link tải ứng dụng dưới phần mô tả cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cài file EBA. Sau đó mình sẽ chia sẻ qua Drone Store nha các bạn. Bây giờ các bạn tắt nguồn thiết bị và sau đó khởi động lại. Sau khi thiết bị iPhone đã kết nối Wi-Fi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở app lên. Hiện tại app chỉ hỗ trợ cho thiết bị đang ở phiên bản iOS 15.0 đến 15.7.6 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lựa chọn chia rác.
Như vậy là trên màn hình iPhone đã xuất hiện Sile rồi nha các bạn. Những bạn nào gieo rắc theo cách này của mình thì các bạn có thể sử dụng được ứng dụng TikTok, CapCut và một số ứng dụng ngân hàng sẽ không bị văng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test ứng dụng Momo và MyBank cho các bạn nhé. Đối với ngân hàng Techcombank thì vẫn chưa được nha các bạn. Như vậy là tất cả đều hoàn hảo nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn.